Suy niệm tin mừng thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Suy niệm tin mừng theo Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Sứ điệp: Mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa đã được tảo bày cho những kẻ bé mọn. Nhờ đó, họ được ngụp lặn trong tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con đường cứu chuộc của Chúa hoàn toàn đi ngược lại với khôn ngoan của người đời. Chúa đã xuống thế trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, một thiếu nữ tầm thường bình dị của làng quê Nazareth. Chúa đã để lại cho nhân loại một giáo huấn đi ngược lại với cách suy nghĩ của con người. Chúa đã đem lại sự sống đời đời khi đón nhận cái chết trên thập giá. Tất cả đã không thể nào làm cho các thầy thông luật và biệt phái hiểu được. Họ đã từ chối Chúa bởi vì họ muốn dẫn Chúa đi theo con đường của họ, mà không muốn đưa tay mình để được bàn tay quảng đại của Chúa dẫn dắt. Lạy Chúa, Chúa muốn dẫn con đến với Chúa Cha, muốn cho con biết được sự sống thân mật trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chỉ có Chúa mới biết rõ Chúa Cha. Còn con chỉ biết bước theo Chúa, chỉ biết nghe theo lời dạy của Chúa. Xin Chúa giúp con trút bỏ đi những ý nghĩ riêng tư của mình để có thể lắng nghe lời Chúa dạy bảo. Chúa kêu mời con tìm về lời Chúa trong Thánh Kinh, để nhờ lời Chúa, con có thể đến với Chúa. Nhờ lời Chúa con hiểu biết Chúa mỗi ngày một hơn. Xin Chúa ban cho con một thái độ khiêm cung đích thực, một tâm hồn biết lắng nghe lời Chúa và đón nhận chân lý của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì niềm hạnh phúc lớn lao Chúa ban cho con, được biết Chúa và theo Chúa, được sống trong Chúa và sống với Chúa. Đó là hồng ân cao cả nhất đời con. Xin Chúa giúp con cảm nhận được niềm vui ấy trong suốt cuộc đời. Amen. Ghi nhớ: Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn.